Xin chào tất cả anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Các bác hôm nay em lên đây các bác một chú chim họa mi bộ cực khủng luôn. Mà chú chim này đang trong quá trình thay lông nhá anh em nhá. Anh em nhìn này. Đấy, lông tả tơi rơi rụng luôn anh em ạ. Nhưng bộ rất là to luôn, bộ 74 g anh em nhá. Anh em có nghe không? Tin không? 74 g. Con này mà thay lông xong anh em chăm khỏe thì em nghĩ là lên bộ rất là to luôn. Và bây giờ em sẽ tiến hành cân cho các bác xem coi nhá. Đây là một cái học này các bác này. Đây cái học và đây là cái cân này anh em này. Đây cái cân nhá, bây giờ em sẽ ấn vào đây này các bác này. Quay ở đây quý anh. Quay vào đây nhá, đây là 0 gam này anh em này, 0 gam này nhìn rõ. Đấy, em ấn vào đây. Em ấn vào đây nhá các bác nhá, là 75. Đấy, em ấn vào đây cho nó về 0 đi. Và bây giờ em sẽ đuổi con chim sang anh em ạ. Bây giờ em sẽ đuổi con chim sang nhá các bác nhá. Bộ con chim này to thật anh em ạ, mỏ vàng, chim rất là thuần nhá. Sách lồng vẫn hot các bạn. Sách lồng vẫn hot. Quay xong cái clip này thì em sẽ quay cho anh em xem cái clip sách lồng của nó nhá các bác nhá. Đấy. Đấy em nó sang rồi các bạn, em nó sang rồi. Úi, tí nữa thì sổng mất anh em ơi. Đấy, bây giờ em sẽ cân cho các bác xem này. Từ nhá. Úi. Úi. 15, 16. Bộ rất là khủng luôn anh em ơi. 15, 6. 75 gam luôn anh em ơi, 75 gam anh em nhá. Đấy, 75 gam anh em ơi, một con chim cực kỳ là bộ cực kỳ là to anh em nhá. Đấy các bạn. Đấy, cái này thì em nói thật với anh em luôn này, em bao cân chuẩn cho anh em luôn. Anh em yên tâm nhá. Em bao cân chuẩn cho anh em luôn. Đấy. Em bao cân chuẩn cho anh em luôn để anh em yên tâm nhá các bác nhá. Con chim mà hồi rất là nhanh luôn. Đấy, đẳng cấp. Đây. Đây. Anh em chờ em tí nhá, em kích nó hot cho anh em xem. Các bác thấy con chim hot luôn không? Và bây giờ em sẽ quay clip cho anh em xem để anh em thưởng lãm con chim họa mi này có nhá. Một con chim của họa mi quá đẳng cấp luôn anh em ạ. Đấy, anh em hãy xem clip của nó nhá có nhá. Đây các bác nhá, xin mời các bác hãy cùng em ngắm em nó các bác nhá. Một em họa mi phải nói là bộ siêu to luôn anh em ơi. Đấy, mỏ vàng, lông lá nó còn chưa xong nhá. Con này mà xong lông thôi anh em mà vỗ thêm mà sâu dế nữa mà em không biết là nó to như nào anh em ạ. Bộ rất là to luôn. Con này anh em ghép mái vào anh em có thể làm chim chiến được. Nó rất là hăng luôn anh em ơi. Chim thuần mỏ vàng anh em ơi. Quay cho anh em xem đầu mặt của nó nhá. Nói chung là kiếm được một em họa mi như này là cũng hơi bị khó đấy anh em ạ. Đầu mặt nó siêu đẹp luôn anh em ơi. Đầu mặt con này cực kỳ là đẹp nha anh em nhé.
chim họa mi phải nói là rất là ok anh em nhé. Hót rất là tốt anh em này. Thuần đét luôn, hót rất là tốt anh em nhé. Thuần, hót tốt, bóng bộ đẹp. Bộ siêu khủng luôn, 74g anh em nhé. Con này được cái đầu mặt cực kỳ là đẹp luôn. Anh em nào bổ kết em họa mi bộ to đẹp này thì anh em có thể alo cho em nhé coi nhá. Thay lông cực tố chất vẫn hot ok anh em nhé. Đấy. Còn bây giờ thì em xin phép mà dừng video đây. Xin chào tất cả anh em nhé, hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye tất cả mọi người nhá.